Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2024. Thị trường của chúng ta thì có những cái phiên giao dịch cận Tết với thanh khoản rất là thấp. À, hôm nay thị trường thì khớp lệnh đâu đó 11.300 tỷ. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một cái thanh khoản thấp như thế này đúng không ạ? Và thị trường thì hôm nay giao dịch khá là èo uột, khá là buồn ngủ. Đóng cửa thì thị trường giảm 2,6 điểm tương đương với 0,22%. Về cái vùng 1170.37 điểm. chúng ta có 140 mã xanh và 301 mã đỏ. Thị trường thì số lượng mã đỏ chiếm áp đảo cho thấy là cái áp lực mặc dù thị trường thanh khoản thấp tuy nhiên là cái áp lực bán nó xảy ra ở hầu hết các cái nhóm ngành. À, chúng ta đi uh, một chút về các cái nhóm ngành thì uh, nhóm chứng khoán chúng ta thấy là hôm nay thì uh, VND SSI thì uh, đỏ nhẹ các cổ phiếu như SHS thì quanh tham chiếu HCM thì uh, 0,4% uh, dư 0,4% uh, VCI và VIX thì uh, đỏ nhẹ anh chị nhé MBS hôm nay giữ được sắc xanh À, chúng ta có nhóm banh nhóm banh thì là cái nhóm mà tác nhân làm cho thị trường của chúng ta giảm điểm trong 4 phiên trở lại đây thì hôm nay thì cũng không ngoài cái các cổ phiếu khác nhóm banh vẫn là cái nhóm mà đang gây những cái sự tiêu cực đến thị trường chúng ta có bit giảm một chúng ta có việt công banh giảm một có techcombank bảy vib giảm một anh chị nhắc các cổ phiếu khác thì đâu đó giảm từ quanh năm nhóm thép thì chiều ngày hôm nay có một cái nhịp bật lên tuy nhiên thì như nam trao đổi với anh chị là nhóm thép hiện tại nó đang khá là gần cái cản tuần và cái uh, hay kiếm tê can và kizun của nhóm thép hiện tại nó vẫn còn uh, tách khá là xa nhau do vậy anh chị hạn chế mua đuổi các cái cổ phiếu thép uh, khi uh, đang có các cái vùng giá xanh mạnh lên lúc khoảng tầm hơn hai phần trăm anh chị nhá anh chị nào có hàng mà muốn chốt lời trong ngắn hạn để canh dung lắc mua lại sau ấy thì uh, anh chị có thể là canh những cái nhịp mà các cổ phiếu như hoa sen với nam kim mà nó kéo lên xanh đâu đó khoảng tầm hai phần trăm là anh chị có thể chốt lời được uh, có, còn anh chị nào mà muốn nắm giữ về một cái view dài hạn hơn của nhóm thép thì nam vẫn đánh giá là nhóm thép năm nay nhiều khả năng nó sẽ tạo sóng to của nhóm thép trong năm nay. Quan trọng là cái thời điểm thôi. Thì lát nữa ở trong cái khung đồ thị ngày và khung đồ thị tuần thì Nam sẽ view cho anh chị những cái thời điểm phù hợp anh chị nhé à, nhóm bất động sản ngày hôm nay thì anh chị thấy là cũng xanh đỏ đan xen. Chúng ta có nhà tư Liêm à, có cái thông tin tích cực đến liên quan đến báo cáo tài chính và hôm nay nó bật khá là tốt. Đầu đó giữ được cái mức 5,6% khá ổn anh chị nhé Đất xanh Novaland điều chỉnh nhẹ đích thì quanh tham chiếu À, các cổ phiếu khác thì uh, có nhịp hồi phục KDH thì được kéo vào trong ATC xanh 1%, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta có nhóm uh, đầu tư công, nhóm đầu tư công thì hôm nay con VCG nó chỉnh trong cả phiên, cuối phiên thì có một nhịp rút chân trở lại với thanh khoản thấp, thì VCG là cái cổ phiếu đầu tư công mà mình vẫn view với anh chị là vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được, và đây mình đánh giá là cái form đồ thị của nó vẫn khá ổn nhé. Cổ phiếu LCG hiện tại cũng đang có những trạng thái tích lũy khá là tốt. Uh, nhóm thủy sản thì hôm nay chúng ta có VHC xanh nhẹ, và các cổ phiếu khác thì uh, À, ANV hôm nay có một cái nhịp uh, bán với vốn khá lớn đấy chị nhé anh chị nào cầm cổ phiếu này thì anh chị cũng cần quan sát thêm một chút nhóm bán lẻ là cái nhóm cổ phiếu mà được kéo rất là mạnh vào cuối phiên đặc biệt là cổ phiếu FLT được kéo trần và chỉ đâu đó trong khoảng 15 phút cuối phiên thôi kéo rất nhanh anh chị các cổ phiếu khác thì cũng có được nhịp kéo trở lại như là chúng ta có đi này Đấy, MWG cũng xanh này, PET cũng xanh trở lại 1,8% à, Nhìn một chút về hành động khối ngoại thì uh, sau những cái chuỗi uh, 10 phiên mua dòng liên tiếp thì hôm nay khối ngoại bán dòng 129 tỷ nếu mà anh chị để ý ấy, thì là cuối ngoại cuối phiên nó mua dòng rất mạnh, đúng không? Ở à, đâu đó lại mua ở trong ATC sống viên ngày hôm qua. Đấy, tức là trong cả phiên thì nó bán dòng đâu đó khoảng tầm cao nhất là 280 tỷ. Tuy nhiên đến cuối phiên là chỉ còn bán dòng có 129 tỷ thôi. Tức là cuối phiên là cuối ngoại mua dòng ở đâu đó khoảng 150 tỷ. Anh chị nhá tầm 150 tỷ. Các cổ phiếu được mua dòng chúng ta có Hòa Phát này có VRE, CTG, Vietcombank. Bán dòng thì có SAB, DGC, Vinamilk, STB và Tiên Phong Banh. Anh chị nhé thì đấy là cái sự vận động của thị trường, hành động của khối ngoại cũng như là các cái uh, vận động của các cái nhóm ngành. Thế thì uh, trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thị trường sẽ có cái biến động như thế nào? thì uh, Nam cùng với chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì uh, Nam đặt một cái tiêu đề đấy là uh, giao dịch uh, cận tết uh, thanh khoản tụt áp thì uh, tăng hay giảm trong các cái phiên giao dịch tiếp theo? thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu anh chị nhé. Uh, nhìn một chút về cái zoom uh, khách hàng anh chị. <laughs> Buổi sáng thì Nam, thật ra thì về kịch bản của thị trường giai đoạn này cũng không có quá nhiều điều để chúng ta bàn đâu Anh chị nhé, về view của xu hướng của thị trường ở trong cái khung đồ thị ngày Thì Nam vẫn view với anh chị là một cái xu hướng tăng, đúng không? Trong khung đồ thị ngày thì hiện tại anh chị thấy là đường giá vẫn đang nằm trên 20 hướng lên Và các đường TK Kijun nó vẫn đang ở trên mây, đúng không? Và đang hướng lên Thì đây là những cái trạng thái tăng của thị trường, anh chị nhé Những cái xu hướng tăng Và... Ờ, trong ngắn hạn thì vẫn đang là xuống tăng trong cái khung đồ thị ngày và nam thì vẫn đặt cái mục tiêu là một nghìn đúng không? mục tiêu của chúng ta vẫn chưa có gì thay đổi cả thị trường vẫn đang giữ được các cái vùng hỗ trợ quan trọng ở trong cái khung ngày đấy là cái vùng một nghìn anh chị nhá một nghìn thì uh, cái bản một là nếu như index của chúng ta rung lắc điều chỉnh về một thì nhiều khả năng về đây nó sẽ có nhịp bật trở lại thôi anh chị nhé À về đây nó sẽ nhịp bật trở lại vinex có rung lắc điều chỉnh thì cũng sẽ có nhịp hồi trở lại vùng này sẽ là cái vùng mà mua t cộng hoặc là mua lướt trên hàng sẵn có cả nhà có thể canh rung lắc thì hôm nay chị thấy là có những thời điểm mà sâu nhất thị trường của chúng ta bị đạt về cái vùng 1168 và cuối phiên thì cũng có một nhịp rút chân trở lại đóng cửa ở cái vùng 1170 Nói chung là cái sự biến động về mặt chỉ số trong ngày hôm nay là không nhiều đúng không Uh, cái kịch bản thứ hai là index kéo điểm tăng về cái vùng uh, mục tiêu của sóng này là vùng 1205. Thì với kịch bản này thì nhà đầu tiên ưu tiên nắm giữ cổ phiếu và canh chốt lời ở cái vùng kháng cự 1100 và 1205 thôi, canh xuống đắc thì mua lại sau anh chị nhá. Thì đấy là kịch bản của thị trường thì nó không có có quá nhiều cái thay đổi. Nói chung là trong phiên ngày hôm nay thì mình thấy là một cái phiên mà um, thị trường nó chủ yếu là tích lũy thôi, đa phần các nhóm ngành tích lũy. Anh chị nhá. Uh, cập nhật giữ phiên thì uh, nam đánh giá là thị trường uh, phiên cận tết thì giao dịch với thanh khoản khá là thấp đa phần thì các cổ phiếu đang tích lũy lại thôi giai đoạn hiện tại thì kiên nhẫn nắm giữ để chờ các cái trường hợp như hôm qua nam có chia sẻ với anh chị là một là các cái cổ phiếu mid cap nó đi nền và nó bật đúng không hai là các cái cổ phiếu mid cap nó có một pha rũ bỏ rồi nó bật đúng không giống như ngày hôm qua thì nam có lấy ví dụ của anh chị với cổ phiếu đất xanh ấy. Đấy thì một ấy là nó sẽ hồi về à, tăng được về cái vùng đỉnh cũ sau đó nó có một nhịp và một nhịp nó bật mạnh lên với dòng tiền gia tăng tức là có một cái phiên mà đánh thanh khoản lớn đâu đó khoảng tầm 30 triệu cổ phiếu mà vượt được cái vùng đỉnh cũ của nó thì đấy sẽ là cái thời điểm chúng ta mua thêm còn hiện tại nắm giữ vẫn nắm giữ được bình thường đối với các cổ phiếu bất động sản này anh chị nhá còn hai là nó xảy ra một pha rũ bỏ ví dụ ở đây anh nhìn thấy là cổ phiếu đi ngang tích lũy mà không bật được thì nó pha có pha rũ bỏ xong nó test lại và những giai đoạn sau ấy mà nó cân bằng trở lại và có bắt đầu có dòng tiền tham gia thì đấy là những cái thời điểm mà uh, cổ phiếu nó sẽ vào sóng tăng mạnh anh chị nhá tức là thời điểm hiện tại thì uh, nam view với anh chị ấy là tám mươi thị trường sẽ có cái nhịp sóng tăng của nhóm midcap trong thời gian tới tức là hiện tại nhóm midcap thì nam đánh giá là cái trạng thái của nó ổn oh, anh chị nhá chỉ là chỉ là uh, cổ phiếu nó sẽ đi theo hướng vượt nền Như nam vừa trao đổi với chị là vượt nền uh, bật luôn với thanh khoản gia tăng hay là nó rũ bỏ rồi tăng thôi anh chị nhé tức là cái khả năng để mid cap chạy trong thời gian sắp tới thì nam đánh giá là cái xác suất là rất cao anh chị nhá thời điểm hiện tại thì nam vẫn đánh giá là chúng ta vẫn có thể tiếp tục ôm các cái nhóm cổ phiếu mid cap và anh chị uh, nào mà chưa có vị thế thì có thể mở mua và nhớ để cái sức mua gia tăng khi cổ phiếu vượt nền hoặc cổ phiếu rút bỏ tức là chúng ta chưa ôn in thời điểm hiện tại cái lúc mà thị cổ phiếu nó đủ cái điều kiện nó vượt nền nó tăng ấy anh chị nhá thì lúc ấy chúng ta mua cao một chút được nhưng mà nó sẽ cực an toàn và nó vào sóng ngay còn trường hợp thứ hai là nó rút bỏ nó cân bằng trở lại đúng không ví dụ như ở đây đấy rũ bỏ này cân bằng hồi lên này test lại này và cân bằng này, bắt đầu có dòng tiền gia tăng thì lúc ấy chúng ta mua ở vùng giá cao này cũng được anh chị nhé mua mua sau khi nó rũ bỏ này sau khi nó cân bằng này đấy, thì nó sẽ có những cái nhịp mua với cái dòng tiền gia tăng này đúng không đấy với cái dòng tiền gia tăng này anh chị nhé thì đấy là cái cách mà cổ phiếu nó rũ bỏ ok thì đấy là cái view ở thời điểm hiện tại thì nam đánh giá với chị là cái view của thị trường và view của các cổ phiếu midcap thì đợt tới khả năng sản xuất cao là nó cũng sẽ có sóng thôi anh chị nhá hiện tại thì chúng ta đang có sóng banh đúng không sóng banh và thông thường banh đi trước thì các cái cổ phiếu cap, đúng không? đặc biệt là các cổ phiếu nhóm chứng khoán nó cũng sẽ đi theo sau anh chị nhá ok thì đấy là cái view mà nam trao đổi với chị trong thời gian trở lại đây và mình thì vẫn đang đi theo kịch bản đấy thôi và cũng đang lên các cái kế hoạch để giải ngân thêm rồi các cái kế hoạch để mua khi cổ phiếu vượt nền hoặc là cổ phiếu rũ bỏ anh chị nhắc những anh chị nào mà muốn đồng hành cùng em nam đánh cái sóng trong thời gian sắp tới đúng không thì uh, anh chị có thể liên hệ với số điện thoại đang chạy ở trên màn hình à, đang ở trên màn hình ở trên góc phải đây này 0963983379 liên hệ để mở những cái tài khoản VPS mới số đẹp thì anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp. Còn anh chị đã có tài khoản rồi anh chị có thể chuyển ID, một vài cái thao tác chuyển ID nó rất là đơn giản thôi anh chị nhé Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID thì có thể tham gia dưới hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất nhẹ nhàng. Anh chị cứ chủ động liên hệ để em Nam hỗ trợ thêm cho anh chị vào trong các cái YouTube VIP để nhận được các cái bản tin cũng như là các cái view về thị trường, về cổ phiếu để chúng ta cùng nhau tham gia giai đoạn sắp tới anh chị nhá. Ok. À, bây giờ thì chúng ta sẽ view với nhau về thị trường một chút đúng không chúng ta sẽ view trên cái khung đồ thị H1 thì anh chị thấy là trên khung đồ thị H1 thì index của chúng ta tạm thời đúng không tạm thời nó đang bị gãy qua cái kênh tăng ở trong phiên ngày hôm nay một hai ba bốn năm đúng không thì đây là cái uh, thị trường nó đang bị mất qua kênh tăng thì cái xu hướng tăng trong khung H1 thôi anh chị nhé anh chị dung là đây là khung H1 tức là xu hướng tăng trong khung H1 nó đang có nguy cơ bị đe dọa với cái hỗ trợ hiện tại đang là cái vùng 1166 là vùng hỗ trợ khá là quan trọng trong cả phiên ngày mai nữa thì chúng ta kỳ vọng rằng index có thể là lấy lại được cái vùng này đúng không lấy lại được cái vùng 1175 tức là nó có thể rung lắc hôm nay thì nó cũng có những nhịp nó rung lắc về cái vùng 166 vùng 168 này, này ở đây thì anh chị thấy nó không thủng đúng không thì chúng ta kỳ vọng có thể là từ từ nó sẽ bò theo đám mây đi lên anh chị nhé Đấy, tức là nó lấy lại được cái vùng 1175 thì lúc ấy thì cái nguy cơ về cái việc điều chỉnh thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ uh, nó sẽ ít đi anh chị nhá Còn nếu mà nó cứ lờ vờ dưới vùng này mà nó mất đi cái vùng một một sáu mươi sáu thì cái nguy cơ điều chỉnh là vẫn có. Tuy nhiên ấy, đây là khung h một anh chị nhá Thì cái việc điều chỉnh trong khung h một thì uh, nó chỉ là những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn thôi. Còn trong cái xu hướng của chúng ta trong khung ngày thì vẫn đang là xu hướng tăng anh chị nhé. Vẫn đang là một cái xu hướng tăng m hai mươi vẫn đang hướng lên. TK và kijun uh, đường giá sau bốn phiên điều chỉnh vẫn đang nằm trên TK và kijun đúng không? Thì chúng ta vẫn view đây là một cái xuống tăng. Và nếu như nhé nếu như trong khung H1 nó có thủng luôn cái vùng 1166 thị trường có điều chỉnh đi chăng nữa. Nếu như nó thủng 1166 anh chị nhé Thì khi đấy các cái nhóm cổ phiếu nó sẽ đi vào cái trạng thái rút bỏ. Như Nam trao đổi với anh chị ở cái hình ví dụ này. Tức là nó sẽ đi vào những trạng thái rút bỏ. Nhưng mà view với anh chị một lần nữa là có rút bỏ là để tăng. Và nếu như nó rút bỏ thì anh chị sẽ còn mua được các cái vùng giá tốt hơn. Anh chị nhá thì không có gì đáng sợ với thị trường ở giai đoạn hiện tại mình vẫn đang view thị trường là nếu có rũ bỏ là rũ bỏ để tăng còn nếu như mà thị trường nó tăng các cổ phiếu mà bắt đầu có dòng tiền nó quay trở lại anh chị nhá thì uh, các cái cổ phiếu nó vượt nền với thanh khoản gia tăng ấy thì lúc ấy chúng ta sẽ gia tăng thêm còn tất nhiên thì bây giờ anh chị hình dung là chúng ta cũng đang ở trong những cái giai đoạn mà mà chuẩn bị tết rồi đúng không chuẩn bị tết rồi thì uh, đâu đó còn khoảng tầm một sáu bảy tám chín viên nữa thôi chín viên nữa thôi là đến tết đúng không tính cả phiên ngày hôm nay là 10 phiên thế thì uh, nhiều khả năng ấy là từ nay đến tết thanh khoản nó sẽ vẫn còn ở mức uh, suy giảm và tụt áp đâu đó nó chỉ khoảng tầm 13.000 tỷ đổ lại thôi đấy, nhưng mà thông thường thì những cái phiên mà trước tết âm ở đâu đó mà khoảng cái tuần cuối giao dịch cuối trước tết âm ấy, ngày mùng năm mùng sáu mùng bảy tháng hai thì đâu đó là thị trường nó sẽ được kéo lại thông thường là như vậy thôi và kể cả sau tết âm anh chị nhé thị trường nó sẽ vẫn được kéo trong một vài phiên đó, sau, sau đó thì thị trường nó có chỉnh thì nó mới chỉnh còn giai đoạn này ấy, anh chị nhé thì nếu như mà thị trường nó có dung lắc điều chỉnh nó thủng qua vùng 1166 hiện tại là vùng hỗ trợ 166 nó thủng qua vùng này đóng cửa dưới thị trường có điều chỉnh các cổ phiếu nó xảy ra rũ bỏ thì nam đánh giá là vẫn là rũ bỏ để tăng thì chúng ta có thể canh mua được các cái vùng giá tốt còn trường hợp thứ hai mà thị trường nó giữ được vùng 166 và từ từ tích lũy ở đây và tiếp tục kéo về cái vùng 1205 cái vùng mục tiêu ấy và có cái dòng tiền gia tăng tức là về đây mà nó bắt đầu nó bật lên đúng không 1166 nó bật lên thì khi đấy chúng ta có thể gia tăng thêm các cái cổ phiếu nó bắt đầu đi nền và vượt nền anh chị nhá thì đấy là cái kịch bản của thị trường giai đoạn này thôi tức là nếu như rũ bỏ đúng không thì các cổ phiếu nó cũng sẽ rũ rũ nền và rũ nền xong nó sẽ cân bằng và quay trở lại tăng trường hợp thứ hai là cổ thị trường từ đây bật lên các cổ phiếu mid cap bắt đầu có dòng tiền vào và có uh, đánh vượt nền với thanh khoản gia tăng thì lúc ấy chúng ta sẽ gia tăng thêm anh chị nhá. Còn trường hợp mà thị trường vẫn tiếp tục dùng các cổ phiếu trụ với banh mà kéo lên ấy mà midcap vẫn không thu được dòng tiền ấy thì chúng ta sẽ vẫn phải chờ thôi. Anh chị nhá, midcap vẫn phải chờ còn các cái cổ phiếu mà banh mà có có cái uh, vùng mua thì chúng ta vẫn mua được để đánh banh bởi vì banh hiện tại vẫn đang có sóng. Anh chị nhá. Ok thì đấy là view về thị trường. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần số 3, đấy là phân tích và đánh giá về các cái nhóm ngành, các cái cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm. Thì trước khi sang nội dung của phần số 3, anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like và chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì liên hệ với số điện thoại của em Nam trên góc phải 0963983379 để mở những cái tài khoản mới hoặc chuyển ID anh chị nhá. Mở tài khoản mới anh chị cứ gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị những cái tài khoản mới số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn anh chị mà đã có cái tài khoản rồi, anh chị có thể đăng nhập vào app, bấm vào avatar bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn nhập cái mã id r tám ra nguyễn ngọc nam sau đó tích vào các cái dấu tích này bấm xác nhận sau đó vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong quá trình anh chị giao dịch và đầu tư anh chị nhá anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển id anh chị có thể tham gia hình thức thu phí anh chị nhá ok thì đấy là một phút dành cho quảng cáo và view nhận định về thị trường cho các anh chị tóm lại là thị trường của chúng ta trong thời gian tới nó sẽ vẫn là view tốt còn trong ngắn hạn nếu như thị trường có rung lắc điều chỉnh mất 1166 điều chỉnh về các vùng sâu hơn, đúng không? Thì đấy là một cái nhịp rũ bỏ của thị trường và rũ bỏ của các cái nhóm cổ phiếu và sau đó nó sẽ tái tích lũy cân bằng và nó sẽ hình thành trong uh, sóng sau anh chị nhá. Còn trong trường hợp thị trường tiếp tục bật ở đây thì nó sẽ có hai cái cái cơ hội <laughs> hai cái kịch bản để thị trường bật được. Một là thị trường nó tiếp tục dùng trụ và banh kéo. Thì khi đấy uh, chúng ta có banh chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ bởi vì banh hiện tại đang có sóng. Mà sóng banh thì Nam đánh giá là nó không phải chỉ trong một vài tuần đâu anh chị có thể nó kéo dài 4 tháng 6 tháng là bình thường. Anh chị nhá, thì đấy là một trường hợp bật tăng mà nó dùng banh và trụ kéo. Trường hợp thứ hai là dòng tiền nó bắt đầu tìm đến các cổ phiếu midcap. Thì khi đấy các cổ phiếu midcap chúng ta đang nắm giữ nó bắt đầu nó có các cái trạng thái vượt nền với bull to anh chị nhá. Thì đấy sẽ là cơ hội để chúng ta à, gia tăng thêm. Hiện tại các cổ phiếu midcap đang đánh giá là đang có trạng thái tích lũy rất là chặt chẽ rồi. Cũng không có điều gì là là tiêu cực cả anh chị nhá. Ok. Thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần số 3 đánh giá về các cái nhóm ngành ta sẽ đi từ nhóm banh trước thì uh, các cổ phiếu mà mình có nói với anh chị là anh chị vẫn nên theo đuổi đấy là cổ phiếu ACB, cổ phiếu MBB, cổ phiếu Bit thì đây là những cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường. Mặc dù ACB hiện tại nó đang có một cái trạng thái phân kỳ âm, uh, phân kỳ về RSI ở trên uh, trên, trên trên khung đồ thị uh, ngày đúng không? Đây là anh chị thấy là một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. RSI có một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. MFI cũng tương tự vậy, một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Tức là dòng tiền thông minh đang rút ra đúng không? Và hôm nay thì MACD cắt xuống đúng không? thì đây là một cái trạng thái mà không đẹp của ACB ở trong ngắn hạn thôi. thì tuy nhiên đấy là anh chị nắm giữ anh chị vẫn nắm giữ được. như nam trao đổi với anh chị đây là một cái form cổ phiếu, uh, một cái trạng thái form cổ phiếu tích lũy rất lâu và bật bật nền. và anh chị hình dung ấy, ở trong khung tuần ấy là nó cũng bật, nó cũng là cái đây là cái sự đồng thuận ở trong khung tuần này anh chị thấy không ạ? Không? hai kiếm hợp bích đi lên, đúng không? giao à, găm nó cũng từ từ đi lên. thì đây là cái trạng thái breakout mà nam vẫn nói với anh chị là đa khung thời gian ở trên khung tuần và khung ngày do vậy cho nên là nó sẽ không dừng ở đây. Anh chị nhá. Còn trong trường hợp mà anh chị đang nắm giữ thì anh chị đặt một cái điểm chặn lãi ở cái vùng giá 25 là được, còn lại cứ nắm giữ bình thường. Nó thủng 25 anh chị có thể là bán ra để canh mua lại ở vùng phía dưới 23.5 bởi vì là đấy là cái vùng target của cái phân kỳ ba đoạn ở đây. nhá. Target nếu mà thủng 25 nhé Con này nó sẽ điều chỉnh về lại vùng giá 23.5 24 đối với ACB. Còn trong trường hợp không thủng 25 đúng không? Thì nó vẫn sẽ có những cái trường hợp ấy mà nó tích lũy ở đây. Nó tích lũy ở đây ấy xong dần dần nó bóp cái ben vào anh chị nhé nó bóp cái ben vào nó mở ra rồi nó tăng vút một cái thế thì nếu như đi theo kịch bản này nhá thì nó sẽ phá được cái phân kỳ này đấy thì nó ra nó sẽ từ từ đi xuống như này nó bắt đầu đây bắt đầu nó cong lên đấy nó cong lên thì bắt đầu nó phá được cái phân kỳ anh chị nhá đó thì đấy là hai cái kịch bản của acb tức là anh chị đang nắm giữ anh chị tiếp tục nắm đúng không thủng 25 anh chị chặn lãi ra Còn canh mua lại sau thứ hai là nó không thủng 25 nó cứ tích lũy ở đây nó bóp ben vào và bắt đầu nó có những trạng thái breakout đi lên thì nó sẽ tạo ra một cái điểm mua ở đây. Một điểm mua breakout ở đây vào nhịp số 2. Anh chị nhá, thì khi đấy nó sẽ phá phân kỳ. Ok, đấy là ACB. Tiếp theo chúng ta có MBB cũng vậy. Nói chung là mấy cổ phiếu này tương tự như nào Đây cũng đang có các cái tín hiệu phân kỳ này. Đấy, phân kỳ về MFI này. Đúng không? Đấy giá thì cứ đi lên nhưng mà dòng tiền thì đang có dấu hiệu rút ra dần. Đấy, hoặc là ở RSI lại có phân kỳ một chút này. Đó. Thì uh, những cái trường hợp như này thì cổ phiếu thông thường là nó phải tích lũy từ từ, đúng không? Nó kéo cái đường 120 đi lên. Đấy ben nó bóp vào. Ben nó bóp vào. Anh chị nhá. Đấy rồi nó break out đi lên. Đấy thì nó sẽ tạo ra một điểm mua break out ở đây. Đối vào MBB Anh chị nhá. Đấy, tương tự như vậy đối với cả là các cổ phiếu khác thôi, bít thế. Có nhìn nhìn bít xem là nay có phân kỳ không anh chị nhá. Nay có nhịp kéo lên rồi cuối phiên bị đạp xuống. Đó À, con này thì cũng đang vào cái vùng quá mua đúng không phân kỳ thì chưa hẳn đang vào vùng quá mua macd thì vẫn từ, từ từ bò bò lên phía trên vẫn chưa cắt xuống nhưng mà cái kiểu như này là khả năng cắt rất cao anh chị nhé thì đối với cả bit thì uh, tạm thời anh chị vẫn nắm giữ được nhưng mà nếu như thị trường có sự rung lắc mà con này nó test được về cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây à, quanh cái vùng giá bốn mươi ở đây thì đây sẽ là điểm mua rất đẹp cho anh chị tức là cổ phiếu uh, nó đi theo mô hình này cốc này vượt lên này test lại này, bật như thế đây là điểm mua rất đẹp anh chị nhá đúng không ạ thì tất nhiên là nó có về đây không thì chúng ta phải có thêm dữ liệu còn nếu như mà nó Nó chỉ tích lũy ở đây thôi nó tích lũy ở đây rồi nó bật thì nó tạo nền nó bật vẫn là điều bình thường nhá Đấy. thì chúng ta sẽ chú ý cổ phiếu ít này sau thì tất nhiên nó vẫn đang là cổ phiếu rất mạnh đây là ba cổ phiếu banh mà nam đánh giá là mạnh nhất ở thời điểm trong cái nhịp sóng vừa qua thì nếu như anh chị mà muốn đánh cái nhịp hai của nhóm banh thì nam đánh giá là những cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu anh chị nên theo đuổi mua ở đâu mua như thế nào thì chúng nam sẽ cập nhật thêm cho các anh chị anh chị nhá một vài cổ phiếu đi sau ví dụ như tiên phong banh hiện tại cũng bắt đầu có những điểm mua rồi Đấy, con này quanh giá 18 anh chị mua được nhá tiên phong banh kể cả vùng giá hiện tại nó có thủng 20 một chút thì anh chị vẫn mua được ở quanh các cái vùng giao găm ở đây Đấy, nó vượt qua giao găm nó test lại là bình thường nhá nó test lại đây tích lũy từ từ đi lên thôi SHB đúng không vượt giao găm con này thì cứ quanh 12 này anh chị mua được nhá là những cổ phiếu đi sau hay là cổ phiếu MSB À, cổ phiếu này cũng bắt đầu về điểm mua anh chị này đấy, những cái giao găm ở đây vùng hỗ trợ này mẫu trợ mà 20 đấy là những cái điểm mà anh chị có thể chú ý chứ đừng có mua những cái cây này anh chị mua những cái điểm này, này. những cái điểm nó test đỉnh như này mua rất dễ bị 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 đu đỉnh bị uh, gọi là bị áp lực ở trong ngắn hạn nó chỉnh cho phát nó ba bốn phần trăm thì lại mệt đúng không thì đây là những điểm mà canh rung lắc để mua này MSB nhé rồi tiếp theo chúng ta có cổ phiếu uh, uh, VIP VIB đúng không hôm nay cũng có những cú điều chỉnh đấy chị này điều chỉnh tương đối đúng không? Nó hỗ trợ tiếp theo sẽ là đùng đường 20 hướng lên này. quanh vùng giá 20.3, con này mới có một đỉnh thôi. Thì anh chị nào muốn mua đánh một cái nhịp T cộng ấy, thì con VIB này anh chị có thể chú ý được ở quanh vùng giá 20.3, 20.4. Đấy à, nhiều khả năng về đây nó sẽ có một nhịp bật lên. Anh chị nhá, đấy là VIB. À, ok, à, VIB rồi à, chúng ta sẽ sang nhóm uh, chứng khoán nhóm chứng khoán thì thật ra là hôm nay nó không có gì thay đổi cả so với cái nhận định ngày hôm qua đúng không nó chỉ ở đây nó chỉ có hai trường hợp thôi một là nó bật đèn nó vượt Bật cái vùng giá 19.3 với thanh khoản gia tăng Đâu đó khoảng tầm 30 triệu cổ thì bắt đầu nó vào sóng Anh gì nhé Nó vào một cái nhịp tăng Nhịp tăng Đấy, Có thể là vào đây nó bật lên cái nó vào nhịp tăng Nó về vùng đỉnh cũ này Về vùng đỉnh cũ ở đây này Thì nó sẽ có một pha rút bỏ lại Sau nó tiếp tục vào sóng tăng Đấy, Thì nó chỉ có một kịch bản Một kịch bản là như này Kịch bản thứ hai là nó xảy ra rũ nền Đúng không? Nó rút nền xuống phía dưới Nó cân bằng rồi nó cũng sẽ tăng tức là hiện tại bây giờ các cổ phiếu chứng khoán các cổ phiếu mid cap ấy thì Nam trao đổi với anh chị là như vừa nhắn với anh chị ở trong room khách hàng ấy là 80% đúng không? Nó sẽ có nhịp chạy sóng của nhóm Micat trong thời gian tới. Anh chị nhá. Thì kỳ chỉ quan trọng là nó đi theo cái hướng vượt đèn tăng ngay hay là rút bỏ để tăng thôi. Anh chị, tức là nếu mà nó vượt đèn nó tăng thì anh chị gia tăng thêm giúp này, vượt 19.3 vốn của tầm 30 triệu cổ anh chị mua cao chút được. Nó sẽ an toàn anh chị nhá. Còn trường hợp thứ hai là nó rút này, nó thủng 18. Nó đi xuống, test test bắt đầu đi lên. Anh chị nhá thì những cái giai đoạn mua an toàn nhất ấy, là mua ở đây này mua khi test đáy hai này và mua khi dòng tiền gia tăng trở lại anh chị nhá. hoặc là mua tít ở trên này cũng được không sao cả anh chị nhé tức là nó đã có rút bỏ rồi thì nó quay lại nó tăng rất dễ tại sao lại như vậy tại vì ở đây chị thấy là cái giai đoạn này khối lượng số lượng nhà đầu tư người ta mua ở đây là cực nhiều nhỏ lẻ đu bán đây cực nhiều đúng không thế thì khi nó kéo lên thì thông thường nó sẽ bị chốt chốt thì nó phải test lại đúng không còn trường hợp thứ hai ấy, là nó xảy ra rút bỏ rũ đầy phát thì chắc chắn những cái ông mua đây cắt lỗ còn ông nào mà, mà om thì không nói đúng không ông nào mà đánh t cộng chắc chắn cắt lỗ cắt lỗ xong một cái thì nó cân bằng nó tích lũy nó kéo lại thì lúc ấy là nó đã rũ bỏ được một mớ hàng rồi và nó gom được nhiều cái hàng giá tốt hơn thì lúc ấy là tạo lập nó kéo lại sẽ rất dễ anh chị nhé. thì đấy là cổ phiếu SHS view cho anh chị như vậy tương tự như vậy đúng không VND nó chỉ có hai trường hợp thôi một là vượt nền tăng vô to anh chị nhìn vô đấy và hình dung chia sẻ với chị một kinh nghiệm ở trong cái hôm mà anh chị nhìn nó đánh về nhóm chứng khoán thì thông thường nó sẽ kéo thông tiền nó sẽ ưu tiên ngay đầu phiên sáng anh chị nhé tức là vô nó sẽ to ngay đầu phiên sáng khoảng tầm 10 giờ 10 rưỡi thôi anh chị sẽ thấy là ví dụ con VND này nó vượt qua vùng giá 22.5 mà vô nó đâu đó trung bình hai phiên 20 triệu cổ đấy là phiên mua anh chị nhé thì đấy là cái cái chia sẻ kinh nghiệm về cái việc mà nó được dòng tiền ưu tiên anh chị đúng không ạ dòng tiền ưu tiên còn trường hợp thứ hai là nó rũ nền thì con này mà rũ được về 21 thì trao đổi với anh chị là vùng mua cực đẹp Anh chị nhé, bây giờ đây, nếu nó rũ bỏ về ấy, Đâu đó, về đây về 21 thì uh, nó khoảng tầm uh, <laughs> Nó khoảng tầm, uh, sao nó lại tính ra phần trăm dương anh chị nhỉ? <laughs> để Nam đo lại xem nào. Từ đây về 21 anh chị nhé à, Nó chỉ khoảng tầm 4% thôi Tức là nó xảy ra một cái nhịp rũ bỏ như vậy thì trao đổi với anh chị là mua cực chị nhé. chứ bây giờ đừng có sợ nó gãy anh chị dung ạ đừng sợ nó gãy đúng không thị trường đang có sóng à và vĩ mô hiện tại vẫn đang tốt nhóm chứng khoán này nó vẫn còn rất nhiều các câu chuyện liên quan đến đấy. với lại nâng hạng thị trường tất nhiên nó là câu chuyện thôi nhưng mà nó khi mà nó còn sự kỳ vọng là còn sóng anh chị nhá đó chứng khoán này vci cũng thế thôi đúng không mình đánh giá là cũng thế thôi không có gì thay đổi cả anh chị nhá có riêng của HCM thì nó có một cái trạng thái khác vì con này là nó là có câu chuyện riêng nó đang chạy trước rồi nếu mà anh chị mà không mà 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 chú ý về cái giai đoạn giai đoạn năm ba năm ngoái thì đâu đó, đó HCM nó cũng chạy trước nhưng mà nó chạy cũng yếu thôi anh chị nhé còn về đến cái giai đoạn tháng 5 này là thì các cổ phiếu chứng khoán nó sẽ chạy mạnh hơn như ví dụ như SHS anh chị thấy nó chạy Đấy, còn HCM đoạn trước nhé thì anh chị thấy là con Uh, SHTS SH, 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 SH nó cứ tích lũy đi đền đây thôi còn HCM ấy, là nó đã chạy, này nó đã chạy, nó đã chạy trước còn nhịp này, tăng để này, chạy, này, bắt đầu chỉnh này. À, nhịp sau nó tăng nhưng mà nó sẽ không tăng nhiều bằng các con kia Đấy, từ con này nó có câu chuyện riêng thì anh chị cứ để cho nó vận động nhé à, mình nghĩ là có hàng thì vẫn nắm được thôi mục tiêu thì như đang trao đổi với anh chị là khả năng quanh vùng giá 28 anh chị nhắc quanh 28 con này ngày mai nó kéo tiếp là bình thường anh chị. À, ngày mai nó kéo tiếp mà lên được vùng à, quanh 27.528 thì đấy là vùng mục tiêu nhá. À, nếu mà con này mà thật sự tốt thì Nam nghĩ là ngày mai nó sẽ kéo. Còn nếu như mà nó tích lũy ở đây thì nhiều khả năng là nó sẽ quay trở lại nó tích lũy. Anh chị nhá. Đấy là SIM. Chúng ta sẽ sang nhóm thép. Thép thì à, mình sẽ view với anh chị một cái view về nhóm thép một chút nhé Thì à, hôm nay chị thấy là nó tăng tốt thì đây là một trái tăng tốt nhưng mà Nam cũng có nói với anh chị à, ở trên livestream ấy là vốn nó không đủ đúng không? Vốn không đủ và một cái điều chúng ta cần phải lưu ý nữa là trong khung tuần ấy, là hai kiếm của nó đang cách xa và cản tuần khá gần tức là trong giai đoạn hiện tại bây giờ để con HSG này có những cú mà vượt 24 ấy, thì nó khó tất nhiên nó vẫn có thể là nó có những cú nó rướn qua là bình thường anh nhưng mà nó rướn lên đấy thì đấy là điểm chốt còn tại sao bây giờ mình vẫn đánh giá là nhóm thép trong giai đoạn tới nó sẽ có một cái chu kỳ tăng mạnh đúng không anh chị dùng là con hoa sen này đấy, cái đường giao gam 65 của nó đang từ từ tịnh tiến đi lên trong thời gian tới tương lai này đấy thì đến cái giai đoạn mà đâu đó khoảng tầm tháng tháng 3 tháng 4 ở đây là bắt đầu nó sẽ có cái trạng thái bốn kiếm tê can kizun và các cái đường giao găm nó sẽ hội tụ lại với nhau và khi bốn cái đường này hội tụ trong khung tuần ấy mà nó nổ lên một cái nào đảm bảo với anh chị đấy là sóng cực to của nhóm thép anh chị nhá đây này anh chị giống thấy cái giai đoạn mà năm 2020 tháng 7 2020 này đây là giai đoạn mà nhóm thép anh chị thấy này hai kiếm này nó giống bây giờ này anh chị nhìn nhá ở bên dưới là hai kiếm rộng đúng không hai kiếm cách xa nhau có trạng thái khách sạn trên là cản dao găm đấy thì nó kéo được lên cái vùng vùng này đây là vùng chốt này đúng chạm đúng dao găm anh chị thấy nó chốt phát nó về lại vùng giá 6 giảm điều chỉnh khá sâu nhưng mà sau đấy cân bằng đi lên và các cái đường tây can khi du, nó bắt đầu hợp ích ở đây và hai cái đường kiếm này đấy kiếm uh, hai cái đường uh, đường đường dao găm 129 này giao găm 65 này bắt đầu từ dưới đi lên bắt đầu có một trạng thái hội tụ ở đây. Đúng không? Và sau đấy anh chị thấy nhìn cái sóng tăng của nó khủng khiếp anh chị nhá. dùng một cái từ gọi là khủng khiếp. Kể cả giai đoạn 2017 18 cũng vậy. Không khác gì cả. Đây là cái giai đoạn mà bốn kiếm Takan Kizun và à, giao găm hội tụ với nhau. Và đây là những thời điểm anh chị mua đuổi thoải mái, anh chị dùng margin thoải mái. Anh chị nhá đúng không? Nó tạo ra một con sóng tăng từ 6.5 lên vùng giá 18 x3. Còn giai đoạn này anh chị thấy là nó tạo ra sóng tăng từ 9 cho lên vùng giá 40. Đúng không? Đâu đó x5, x gần 5 lần. Thì giai đoạn hiện tại bây giờ nó mình đánh giá là trong năm nay nó sẽ xảy ra. Anh chị nhé Và cái sóng của nó cái chu kỳ của nhóm thép ấy, nó sẽ quay trở lại đâu đó và chúng ta đánh hình dung là nó sẽ còn tăng rất mạnh trong chung và dài hạn đúng không? đấy thì đấy là cái góc nhìn về view của nhóm thép về cái khi nào nó tạo sóng to anh chị nhé. chúng ta phải kết hợp cả khung tháng nữa. Đấy, khung tháng anh chị thấy là cái đoạn này vùng cản mây rất dày nhưng mà vài tháng nữa hai ba tháng nữa ở đây anh chị thấy là bắt đầu nó có cơ hội nó xuyên qua cái vùng mây này, xuyên qua cái cái cái, cái xoắn mây này nó chạy lên. anh chị nhé. nam kim cũng vậy, hòa phát cũng thế, đúng không? hòa phát cũng thế. còn giai đoạn hiện tại cái vùng này đang là vùng cản. anh chị nhé cho nên là anh chị cứ thấy nó xanh xanh mua ở 28 nhưng mà trao đổi với anh chị là nó sẽ chưa tăng ngay được nó chưa tăng ngay được ở đây anh nhìn nhá à, còn nắm giữ vẫn nắm giữ được bên mình vẫn nắm giữ hòa phát ở vùng giá 26.5 ở vùng giá 27.5 quanh vùng này à, bên mình mua hai nhịp ở trong cái nhịp này mua hai nhịp thì vẫn đang nắm giữ bình thường hoa sen cũng thế anh chị nhá à, thì đối với góc nhìn của em nam thì nó phù hợp cho chị nắm giữ còn mua mua thì trao đổi với anh chị là cứ dụng lắc điều chỉnh là mua đối với nhóm thép ok không ạ rồi, đấy là view về nhóm thép nhé, anh chị nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang nhóm à, bất động sản. Thì hôm nay chúng ta có cổ phiếu KDH là cổ phiếu hôm trước nào có pick cho anh chị quanh vùng giá 31, tám à, 30.8, 31. Thì hôm nay nó được kéo lại ATC, đúng không? Thì à, thật ra vì MACD cái form như này là form tạo đáy để đi lên rồi, anh chị nhé. Thì đối với góc nhìn của em Nam, ấy, KDH anh chị cầm tiếp. Đấy, nhịp này khả năng nó sẽ có một cái nhịp bật ở đây đối với KDH. Ok không ạ? Nhá, ổn. Nói chung KDH mình đang đánh giá là ổn. Anh chị tiếp tục cầm. À, hôm nay nó kéo không ATC. Ngày mai có có thể nó test lại một nhịp là bình thường nhé à, Ngày mai có thể nó test lại, test lại tích lũy ở đây và vẫn có cơ hội để bật anh chị nhá. Đấy là KDH. Tuy nhiên là con này thì nó hơi chậm một chút, đúng không? Nó hơi chậm một chút. Thì nếu như mà nó bật được lên thì uh, anh chị có thể chốt lời T cộng. Chốt lời T cộng ở quanh cái vùng giá 32.3 này. Để quanh cái vùng này. Nếu mà nó bật lên đây. Anh chị nhá, đấy là KDH. Rồi, tiếp theo chúng ta có đất xanh. Đất xanh thì đây vẫn là cổ phiếu đang tạo nền nên đúng không? Đây là cổ phiếu là tạo đây là biên trên này, đây là biên dưới này. Đấy thì uh, con này mà cứ quanh giá 18.5 là mua được anh chị nhé, 18.5 nó có test lại đây mua được, nó có rũ bỏ một nhịp ở đây ấy, thì cũng không sao cả. Đấy sau đó nó cân bằng đi lên thôi. Còn khi mà nó vượt nền đúng không? Nó vượt nền, đấy, nó vượt nền đây là vôn to, nó vượt qua được cái vùng giá 20 ở đây vôn to, đâu đó khoảng tầm 3, 4, 30 triệu cổ phiếu ấy. thì đấy là điểm mua gia tăng thì tôi là đất xanh nhá. Ok, đấy là đất xanh. Đích, đích hiện tại cũng đang tích lũy, đây là trạng thái form tích lũy khá là chặt đúng không? tích lũy khá chặt, nam đánh giá là vẫn ok thôi, vẫn ổn thôi, anh chị vẫn cầm được nhé. nó có xảy ra một pha rũ nền ở đây thì nam đánh giá là uh, nó có xảy ra rũ nền ở đây đúng không? thì đấy là cơ hội để đi lên. nó giống như cái cái hai kịch bản mà nam có view với anh chị thôi một là rũ nền đúng không? Uh, tích lũy chặt mà không lên được thì rũ nền cân bằng rồi chạy, hai là vượt nền đi lên nhé, hai là vượt nền đi lên, nó vượt qua vùng giá 28.5 với volume to. Con này vô nó phải tầm 30 triệu, 35 triệu cổ phiếu. Thì đấy sẽ là điểm mua thêm của đích nhá. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có sell, sell thì hơi yếu anh chị Sell nhịp này thì em không ưu tiên nhá. Con này thì ra nó cũng đang dính một vài cái vấn đề thành kiểm tra ấy. Cho nên là em không ưu tiên lắm. Đối với sell nhá. Không ưu tiên. À, tiếp theo và về trạng đồ thị hơi yếu. Anh chị nào cầm thì mặt thủng 21.5 thì anh chị cũng cần phải lưu ý quản trị tài khoản nhá. À, tiếp theo chúng ta có Nam Long. Nam Long hiện tại vẫn đang ổn ở đây anh chị nhé vẫn đang tích lũy à, đang test lại đỉnh ở đây thì uh, cổ phiếu này hoàn toàn có cơ hội tăng tiếp anh chị nào cầm thì vẫn có thể cầm được nhé đối với Nam Long uh, tiếp theo chúng ta có cổ phiếu uh, PDR cũng là cổ phiếu Nam đánh giá rất là cao đúng không Novaland với PDR thì nếu mà anh chị muốn đánh hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu có chung câu chuyện trong năm 2021 về các vấn đề trái phiếu ấy, thì chỉ chọn PDR thôi có một cái điều là trong khung tuần thì nó đang hai kiếp nó đang tách nó đang có cả tuần chút tuy nhiên là trong uh, các cái uh, tuần tiếp theo anh chị nhé trong một vài tuần tiếp theo cổ phiếu này khi mà nó vẫn tiếp tục giữ được cái vùng giá 26 đến 28 ở đây nó tích lũy quanh cái biên này này 26 28 này Đấy, hiện tại anh chị thấy là bắt đầu nó nó có những trạng thái mà 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 gọi là biên độ thu hẹp này, này. anh nhìn thấy là biên đây biên độ lớn này đây biên độ thu hẹp này đây thu hẹp tiếp này đúng không thì cái cơ hội để con PDR này bật tăng là có anh chị nào có cứ cầm nhé nhé anh chị nhé muốn mua thì quanh cái vùng giá 27.5 đối với PDR ok tiếp theo chúng ta sẽ sang một vài các cái nhóm cổ phiếu khác nữa thì trước khi sang các nhóm cổ phiếu khác anh chị đang tham gia theo dõi cái video này anh chị mà chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh anh chị muốn uh, trở thành người đồng hành của em nam đúng không muốn uh, chúng ta cùng nhau đồng hành đầu tư trong thời gian sắp tới thì anh anh chị có thể là về với đội của em nam nhé liên hệ với số điện thoại 096 398 3379 để mở những cái tài khoản mới hoặc chuyển ID để mở tài khoản thì anh chị có thể là gửi các cơ công dân thì nam sẽ có các cái bạn trợ lý hỗ trợ mở giúp anh chị còn nếu mà chuyển ID anh chị có thể đăng nhập vào app bấm vào avatar bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam tích vào các cái dấu tích này Bấm xác nhận cho nó vào phần lịch sử thay đổi Chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình 096 để mở những cái tài khoản mới Và chuyển ID anh chị nhé Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID Anh chị có thể tham gia dưới hình thức thu phí Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi anh chị ha Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang các cái nhóm cổ phiếu tiếp theo Chúng ta có cổ phiếu đầu tư công VCG hôm nay có một phiên rút chân với thanh khoản thấp đúng không? Cổ phiếu này mà nó bật anh chị nào muốn chốt lời mà nó bật được lên vùng giá 26 26 chút x thì có thể chốt lời trong ngắn hạn nữa là VCG rồi canh mua lại nhé. Đấy là VCG. Còn anh chị nào mà muốn mua cổ phiếu này đúng không? Thì uh, quanh vùng giá dưới 25 hôm nay thì nó rút chân rồi, ngày mai thì chưa chắc đã có. Thì chúng ta chờ xem thế nào anh chị nhé. Uh, nhưng mà khả năng là nếu mà dưới quanh vùng giá nó có những nhịp rung lắc trở lại ấy, dưới vùng giá 24.8 anh chị có thể lấy được hiện tại đây là cổ phiếu đầu tư công bên mình vẫn đang nắm giữ mục tiêu thì uh, về trung hạn thì mình vẫn kỳ vọng là về lại cái giao găm phía trên này anh nhá về giao găm phía trên rồi thì đấy là VCG LCG cũng đang là cổ phiếu hết sức đáng chú ý anh nhìn thấy là cái đường giao uh, găm 65 nó cũng đang có xu hướng tịnh tiến đi lên thì con này mà nó tích lũy thêm được khoảng tầm uh, từ nay cho đến uh, tết tiết âm anh nhìn nhá thì uh, gần tết âm trước cái tuần trước tiết âm và nó vẫn giữ được cái vùng giá 11.8 mà nó bắt đầu nó có những cái phiên break ở đây mà bốn cái đường TK, kijun ở đây nó cùng hội tụ và nó phóng lên ấy. thì nam trao đổi với anh chị là rất là ổn đối với là vcg lúc ấy anh chị có thể mua cao cũng được nhá đấy là vcg à, lcg sorry mọi người à, các cổ phiếu khác như fcn thì yếu hơn nhé fcn hay là HV uh, HHV thì cũng ổn cũng được anh chị H -H cũng được anh chị muốn mua HHV thì càng gần 15 càng tốt nhé 15 15 2 là mua được à, tiếp theo chúng ta có nhóm bất động sản khu công nghiệp chúng ta có KBC Hiện tại thì đang cân bằng ở đây đúng không? Đang cân bằng ở đây. Hôm nay thì con này thì anh chị lưu ý nhé nếu mà cầm con này mà nó mở biên nó rơi xuyên thủng 30 thì mọi người phải cắt lỗ. Đúng không? Nhưng mà nếu mà trong 3 phiên nữa mà nó vẫn cân bằng tích lũy ở cái vùng này. Nhá, vẫn cân bằng ở đây thì nó sẽ có cơ hội bật lại. Đúng không? Sẽ có cơ hội bật lại trong vòng 3 phiên nữa mà nó vẫn giữ được 30 thì con KBC sẽ có cơ hội bật lại. Các cổ phiếu khác như SSC này. Đang tích lũy rồi, con này đang tích lũy tạo đẹp đúng không? đang đánh biên. Chủ yếu đa phần đang đánh biên. Thôi chờ những cái thời điểm bùng nổ thôi anh chị nhá thì anh chị cầm thì anh chị chờ những thời điểm mà nó nổ nó vượt nền đi lên là được chúng ta có IDC cũng tương tự như vậy đúng không Đấy, những cổ phiếu này chúng ta cũng nắm uh, Tương đối lâu ở có vị thế rất là tốt thì anh chị vẫn cầm thôi nó chưa vào nhịp thôi anh chị nó vào nhịp thì con IDC này nó tăng điên lắm đúng không nó vào nhịp nó tăng rất là điên anh chị Đấy, do vậy cho nên là IDC thì anh chị cứ cầm đi nhé tạm thời thế à, tiếp theo chúng ta có cổ phiếu VGC VGC thì đang test lại đáy đúng không đang test lại nền con này mà nếu mà đúng ra con này nó phải test ba lần anh test này hồi lên này test phát nữa bắt đầu bật được anh chị nhá thì đấy là vcg tạm thời quanh cái vùng giá 50 vẫn là điểm mua anh chị có thể chú ý nhá nếu mà anh chị thấy nó cứ test quanh 50 mà vô nó thấp anh chị tôi có thể chú ý mua được đúng không vgc tiếp theo chúng ta có nhóm bán lẻ bán lẻ của F, uh, frt tăng rất mạnh đúng không và kéo rất nhanh kéo rất nhanh buôn vào đánh khá là quyết liệt sau nhịp rút bỏ này anh chị thấy đi nền này không bật được rũ bỏ này test lại này, không bật đúng không cây này là cây mua anh chị nhá, anh chị mà mua sớm sớm một chút được lúc nó khoảng tầm ba bốn phần trăm thì vẫn ok nhưng mà thực quả thật là con này nó bật rất nhanh anh chị nói chung là cũng không kịp phản ứng anh chị nào cầm không kịp phản ứng thật đúng không anh chị nào muốn mua thì chưa chắc đã kịp tiếp theo chúng ta có đi mua đó con này thì uh, uh, có một cái nhịp kéo lại đúng không kéo lại khá ổn nó đóng cửa hôm nay uh, con này mà vượt lại được vùng giá 55.5 thì ok anh chị nhá còn con này vẫn ổn, anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. Ờ... rồi chúng ta sang một vài cổ phiếu đơn lẻ khác. Chúng ta có DGC hôm nay bị bán khá mạnh, đúng không? nước ngoài bán và vùn đang to. Đó thì đây là nhịp rút bỏ của DGC. Và trong hiện tại vùng hỗ trợ đang là vùng 86. nhá, 86 sẽ là vùng mà anh chị có thể mua được 86 87 là vùng mà anh chị có thể mua thăm dò. Và khi nào nó rút bỏ anh chị nhé đây là một cái ví dụ cho anh chị này. Rút bỏ này đi nền này, bật không bật được đúng không? Rút bỏ này, rút thùng nền. Đúng không? Rút thủng nền thì khi nào anh chị mua được DGC với cả một sự an toàn một là nó test về đây rút bỏ này hồi lên này test lại một lần nữa này thậm chí test lại lần nữa rồi bắt đầu nó có những cái quả những cái cú và nó vượt lên ở đây với thanh khoản gia tăng mạnh thì cái vùng mua này ấy, nó sẽ là vùng mua cực kỳ tốt cho anh chị anh chị nhé để nam lấy ví dụ này. ở đây rút bỏ này vun to đúng không cân bằng rút chân vào đánh giật ngược trở lại đánh phủ nhận cái cây này vun to và bắt đầu chạy Oh, hay ở đây này. đi nền này vượt lên không không vượt được rũ bỏ này cân bằng này hồi lên này test lại này. bắt đầu hồi lên có vun vào này vun vào tiếp này chạy đúng không có rũ bỏ này hay ở đây này cái giai đoạn mà nam đánh con DGC năm 2021 này anh chị này à hay đầu không hay đi nền này đúng không bút trap này rũ bỏ này hồi lên này test này một này test này hai này bắt đầu hồi lên này, dòng tiền vào này. Và đây là phiên xác nhận này. Đó, anh nhìn thấy không? Dòng tiền vào này. Đó, và bắt đầu nó tăng. Nhìn vậy thôi anh chị nhé, tăng ít đôi. Ấy. Từ vùng giá 60 uh, vùng vùng chỗ này vùng tăng là vùng giá 60 và lên cao nhất là vùng giá 123. Anh chị nhá. Ít đôi đây anh chị. Đấy, cho nên là cái đoạn này đang là cái đoạn rũ bỏ của DGC. Tất nhiên nhìn thế này thì thì dân đánh T cộng là cắt lỗ hết này. Năm nào bảo với chị cắt lỗ hết rồi Nhưng mà khi nào mà nó cân bằng trở lại Mà nó vào lại ở đây ấy, Anh chị nhé Nó phải cân bằng trở lại và vào ở đây Thì bắt đầu mới đánh được Còn ở đây Khi nó rút bỏ Thì anh chị có mua chỉ là thăm dò thôi Còn phải mua sau rút bỏ Mới là chuẩn Anh chị nhé Mua sau rút bỏ Mới là chuẩn Ok không ạ Anh chị nhé Thì đấy là cái điểm chia sẻ với anh chị Thì đây cũng rút bỏ này Đánh gãy nền này, hồi lại Bắt đầu thanh khoản vào Một cây vào này, Hai cây vào này nhìn thấy là sóng tăng đúng không khủng khiếp luôn ok thì đây là cái cổ phiếu dgc anh chị nhé còn tất nhiên là phải mua sau rút bỏ chứ không phải cứ rút bỏ nhảy vào đây nhiều khi nó không phải rút bỏ mà nó gây gãy luôn thì sao đúng không do vậy anh chị cũng cần phải lưu ý một chút rồi thì đấy là dgc nhé PPT vẫn đổ đấy anh chị nhé đang tích lũy trên mây và rau găm không vấn đề gì cả cổ phiếu này tích lũy chặt đấy, ngày, ngày mai cái phiên hàng lớn này về để xem nó phản ứng như nào anh chị đang cầm thì chỉ cần nó không thủng giá 26 đâu nó vẫn sẽ có cơ hội bật tăng nhé đấy là PVT <laughs> rồi à, ok thì đấy là những cái view của em Nam về thị trường giai đoạn này thì Nam vẫn đánh giá với anh chị là xác suất để thị trường nó có sóng vít cáp thời gian tới là cao anh chị nhé à, chỉ là đi theo hướng vượt nền tăng hay là rũ bỏ rồi tăng thôi đấy, view với anh chị là như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về dữ liệu trong thời gian sắp tới đoạn này anh chị cứ om dưa đúng không cứ nắm cổ phiếu có sức mua cho em Nam là được khi nào nó vượt nền nó tăng mới vun to thì Nam sẽ khuyến nghị anh chị mua thêm hoặc là nó có những pha rút bỏ nó cân bằng trở lại và có cái thanh khoản gia tăng trở lại tức là sau rút bỏ rồi chúng ta sẽ mua thêm anh chị nhá rồi bây giờ thì Nam xin phép được dừng cái buổi cái buổi video ở đây anh chị đang tham gia theo dõi chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh anh chị muốn về với đội của em nam thì uh, liên hệ với số điện thoại chín và thì uh, nam nghĩ là anh chị nên về sớm để chúng ta có thể đón được những cái nhịp sóng trong thời gian sắp tới anh chị nhé về thì anh chị mở những cái tài khoản mới thì gửi căn cước công dân thì nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị còn anh chị mà đã có tài khoản rồi thì chuyển id theo hướng dẫn này Đấy, bước 1 này bước 2 này bước 3 nhập uh, id r tám này tám ra nguyễn ngọc nam này tích các dấu tích này bấm xác nhận và phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình gửi lại cho em nam anh chị nhá. Rồi bây giờ thì uh, xin chào các anh chị và chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo. Xin chào